Tiếp sau đây xin các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn đến từ ngoại tình lai khách chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là kỳ thủ giang hồ Lý Minh. Trận đấu là trận cờ được diễn ra trên Thiên Thiên Tượng Kỳ ngày mùng 5 tháng 4, với mình đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
và tiếp theo sau Vân Lộ để mở đường cho xe 6 tiếng 1. Thì trong hình cờ trên bên tiên đã dính phải sát cục nên đã phải buông cờ xin thua.